kiên trì cầu nguyện. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về sức mạnh vô biên của lời cầu nguyện qua lời cam kết đầy yêu thương. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho, là Sung 11:9. Lời khẳng định này của Chúa không chỉ là một lời hứa đơn thuần, mà là một sự bảo đảm từ chính Thiên Chúa, đấng luôn lắng nghe và đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây không phải là chỉ cầu xin bất cứ điều gì và mong đợi nó ngay lập tức, mà là cách chúng ta cầu xin với tấm lòng tin tưởng và kiên nhẫn. Chúa Giêsu khích lệ chúng ta tìm kiếm một cách kiên định, không bỏ cuộc trước những thử thách và khó khăn. Ngài không bao giờ hứa rằng cuộc sống sẽ không có chông gai, nhưng Ngài đảm bảo rằng ai kiên trì gõ cửa thì cánh cửa sẽ mở ra. Qua lời dạy này, Chúa mời gọi chúng ta cầu nguyện với một tinh thần cậy trông, không nản lòng dù đôi khi cảm thấy Thiên Chúa im lặng. Chính trong sự kiên nhẫn và sự kiên trì đó, chúng ta học cách tin tưởng vào tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Thiên Chúa không chỉ đáp ứng những nhu cầu vật chất, mà còn ban tặng cho chúng ta những ơn thiêng liêng, những điều tốt đẹp nhất mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Đặc biệt, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng, bao nhiêu hơn nữa, Cha trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những ai xin Người. Luca 11:13. Thánh Thần chính là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa dành cho con người. Ngài là nguồn mạch của sự sống, là ánh sáng dẫn đường và sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi thử thách. Qua đó, chúng ta nhận ra rằng lời cầu nguyện không chỉ là lời xin ân huệ, mà còn là lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thánh Thần dẫn dắt, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Cầu nguyện là cách thức chúng ta thiết lập mối quan hệ với Thiên Chúa, không chỉ để xin những điều cụ thể, mà để mở lòng đón nhận những ơn lành cao quý nhất, ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta sống đúng với thánh ý Ngài. Câu chuyện về người bạn lỡ đường lúc đêm khuya và xin bánh có thể khiến chúng ta ngạc nhiên. Tại sao người đó phải gõ cửa nhiều lần để có được điều mình cần? Phải chăng Thiên Chúa giống như người chủ nhà ban đầu từ chối giúp đỡ? Hoàn toàn không. Chúa Giêsu không nói rằng chúng ta cần phải thuyết phục Ngài, nhưng Ngài muốn chúng ta thấy giá trị của sự kiên nhẫn và lòng kiên trì trong việc cầu nguyện. Lời cầu nguyện không chỉ nhắm đến việc đạt được kết quả mong muốn, mà còn là quá trình qua đó chúng ta được biến đổi, được hướng dẫn và trưởng thành hơn trong mối tương quan với Thiên Chúa. Cầu nguyện không phải là một giao dịch đơn giản. Chúng ta chỉ cần xin và sẽ nhận được nhận lời. Thiên Chúa không phải là cái máy bán hàng tự động, chỉ chờ chúng ta thả đồng xu vào là ban ơn. Cầu nguyện là cuộc đối thoại, là sự gắn bó, là sự kết hợp giữa con người chúng ta và Thiên Chúa. Sự kiên trì trong lời cầu nguyện giúp chúng ta xây dựng một mối liên hệ chân thật với Thiên Chúa. Cầu nguyện dạy chúng ta về sự tin tưởng, kiên nhẫn và khiêm nhường. Vì nhờ đó chúng ta có thể đến gần hơn với Thiên Chúa và nhận ra rằng Ngài là nguồn mạch mọi ơn phúc. Cầu nguyện giúp chúng ta không ngừng thâm nhập vào mối liên hệ thiêng liêng với Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta không nhận được câu trả lời ngay lập tức, nhưng đó lại là cơ hội để chúng ta trau dồi lòng tin tưởng, kiên nhẫn và khiêm nhường. Thiên Chúa thấu hiểu mọi nhu cầu và khát khao của chúng ta, nhưng Ngài cũng biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta vào thời điểm nào là thích hợp. Nhờ sự kiên nhẫn chờ đợi trong cầu nguyện, chúng ta học cách phó thác hoàn toàn nơi Ngài và nhận ra rằng Thiên Chúa chính là nguồn mạch mọi ơn phúc, không chỉ trong những điều chúng ta xin, mà còn trong cách Ngài dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Vậy tại sao chúng ta phải kiên trì trong cầu nguyện? Kiên trì trong cầu nguyện là biểu hiện của lòng tin sâu sắc vào Thiên Chúa và vào sự quan phòng yêu thương của Ngài. Cầu nguyện không phải lúc nào cũng mang lại kết quả ngay lập tức, theo cách mà chúng ta mong muốn. Thiên Chúa không phải lúc nào cũng trả lời bằng có, nhưng Ngài luôn lắng nghe, và trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, Ngài biết đâu là điều tốt nhất cho chúng ta vào thời điểm thích hợp. Kiên trì giúp rèn luyện đức tin và lòng cậy trông của chúng ta. Trong quá trình chờ đợi, chúng ta học cách nhẫn nại, tự tin rằng mọi sự đều nằm trong tay Thiên Chúa. Chính sự kiên trì đó giúp chúng ta phát triển một tâm hồn mạnh mẽ, bền bỉ và biết tín thác vào kế hoạch của Ngài, thay vì chỉ đòi hỏi những gì mình mong muốn ngay lập tức. Cầu nguyện kiên trì là một hành động phó thác toàn diện, tin rằng dù kết quả có như thế nào,
thì đó cũng là điều tốt lành nhất mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Kiên trì trong cầu nguyện cũng làm sâu sắc hơn mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Khi chúng ta kiên trì tìm kiếm, gõ cửa và cầu xin, chúng ta không chỉ đơn thuần là mong đợi điều gì đó từ Chúa, mà còn muốn đến gần hơn với Ngài. Chính sự kiên nhẫn này nuôi dưỡng lòng khát khao được ở bên Chúa, tăng cường lòng yêu mến và sự tin tưởng vào tình yêu của Ngài. Khi chúng ta kiên trì cầu nguyện, chúng ta không chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân, mà còn là cách để mở lòng với ý muốn của Thiên Chúa, để nhận ra rằng chính Ngài là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể nhận được. Cuối cùng, kiên trì trong cầu nguyện giúp chúng ta nhận thức rằng mọi ơn lành đều xuất phát từ Thiên Chúa. Trong thời gian chờ đợi và tiếp tục cầu nguyện, tâm hồn chúng ta sẽ được rèn giũa để nhận ra giá trị của mọi ân sủng mà Ngài ban tặng. Những điều chúng ta xin không phải lúc nào cũng là điều tốt nhất cho chúng ta, và đôi khi câu trả lời của Thiên Chúa là hướng chúng ta đến một con đường khác tốt đẹp hơn. Sự kiên trì là lời mời gọi để chúng ta học cách phân định, sống trong sự khiêm nhường và tin tưởng vào tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa dành cho con người. Vì vậy, kiên trì trong cầu nguyện không chỉ giúp chúng ta đạt được điều mình xin, mà còn giúp chúng ta tìm thấy Thiên Chúa, nguồn cội của mọi điều tốt lành.